Almas. 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 Donna. Almas. Zucana. Almas. 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 Zucanta. Almas. 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 Rogan? Almas. 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 Yuri. Isa. Yuri. Almas. 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 Yuri. Almas. Somas. Glory. Almas. Somas. Somas. Glory. Almas. Donna. Almas. Donna. Almas. Glory. Almas. 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 Donna. Almas. Donna. Almas. Donna E. Donna. Almas. 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 Glory. Rogan. Almas. Glory. Almas. Bookworm. Almas. Rogan. Almas. 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 Yuri. Almas. 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 Yuri. Almas. 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 Donna E. Almas. Bookworm. Hello. Zucanta. Zucanta. Glory. Almas. Almas. Zucanta. 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 Hello. Vâng, chào mừng đến với trận thi đấu đầu tiên trong thể loại cuối cùng, đó chính là thể loại xe. Vâng, đây có thể nói là trận thi đấu mà sẽ là một thể loại dài hơi cho cả hai game thủ khi mà cái nhịp độ trận đấu của bài xe nó diễn ra rất chậm. Vâng, ngay từ những thời điểm ép đời chúng ta đã thấy chậm chưa? Vâng, đánh speed 1.5 trong thể loại cung R. Vâng, cung R sen. Vâng, đây dự báo sẽ là một thế trận rất giằng co trên từ đến từ những bài đấu cung R sen. Và nhìn qua một thế bài này là một thế rất khung cho Hoàng Minh Nhi, một bài đấu đôi vòi câu về và bãi quả. Vâng, bãi quả này là bãi quả phụ rất đẹp, có 6 cây. Và thế đặt chiếc nhà BG là một thế bài rất mắc bình. Vâng, những cánh rừng bao bọc tạo nên một thế mài xanh trong tay Hoàng Minh Nhi là rất khung rồi. Vâng, ta cùng trở lại với trận thi đấu này. Như vậy là đồ ăn đã đủ dành cho bài đấu người cầm xe. Vâng, rừng rũ rất ổn. Vâng, đây sẽ là tình huống mà trong thể loại cung R xe, những tình huống đấu quân. Vâng, đi quân nó không sẽ không diễn ra nhanh chóng mà những cái bài đánh của cung R AC. Như vậy trận thi đấu này bài đánh xe của Hoàng Nhi anh chỉ đánh với 25 dân. Và thực sự để rơi vào trong tay các game thủ top 1 thì để bài đấu ép bài xe thì cũng thật là khét lẹt rồi. Vâng, kể cả tôi đây là một thể loại đánh sở trường. Vâng, cũng rất hay đánh xe. Almas.
Alo, và tạm quay trở lại diễn biến trong trận thi đấu này khi mà thời điểm, vâng, chỉ số tham lai có thể thấy một bài đấu mà hai game thủ là người lên đời khét lẹt nhau cả đời hai cũng như trong đời ba. Cậu đã phát hiện ra thế bài của người cầm màu 6 trong trận thi đấu này, một map đấu mà nhà người cầm màu 6 vâng rất gần thế bài của nhà Hoàng Mai Nhi. Và toàn bộ nhìn qua những chiếc nhà của người cầm màu 6 dường như đang một thế đứng trên dốc thì phải. Đây là một cái khe, đây là một cái khe rất đẹp để mình có thể chủ động đứng trên dốc này. Và nếu như người cầm màu 6 có những tấn công đi lên thì rất dễ dàng có khả năng mà bị mình sẽ bị bắt. Vâng, sẽ bắt được tấn công đi công lên từng con trên con dốc này. Và đây là bài đấu mà những sát thương đang có hơn dành cho Hoàng Nhi, một tình huống đi công rất ảo diệu. Vâng, chơi ngay vào trong ruộng chính của người cầm màu 6. Vâng, những tình huống hit and run. Vâng, tơn này đi một vòng ruộng chúng ta lại đi ra thôi. Vâng, đi qua một vòng ruộng. Vâng, một thế bài mà truy mệnh chưa bo bế. Và cẩn thận tình huống kia là bạn sẽ vẩy e. Có lẽ mình cần phải rảnh tay để có thể tẩu tơn thi đấu này đã. Tơn vừa rồi làm cho truy mệnh rất mất tay. Và truy mệnh cũng đang có một con cung R. Nhưng mà thời điểm với cung R sen. Vâng, với cung R sen bắn thì thực sự cũng không có quá nhiều sát thương. Vâng, thoai 5-4, một bài đấu đánh với 5 nhà bè và thực sự mình chỉ cần dàn quân trên con dốc này. Truy mệnh rất khó có thể công lên. Vâng, đây là điểm yếu của truy mệnh. Vâng, truy mệnh lao ra bắt tơn thi đấu này. Vâng, ai sẽ là người bắt ai? Vâng, đây là một tình huống. Một tình huống mà truy mệnh đang để ý điều quân mặt bên này và bên trong nhà. Vâng, có lẽ tơn thi đấu này. Vâng, tơn vừa rồi làm tình huống nếu mà quay lại bắt những tơn cung rửa vừa rồi cũng là một thế thơ. Nhưng mà anh hãy ưu tiên vào có thể rỉa dần người cầm sen. Vậy có thể nói trong những diễn biến đầu tiên là một thế mà đang chiếm thế rất ưu dành cho Hoàng Nhi khi mà ăn vâng, dường như trận thi đấu này mình chưa mất con cung rửa cũng như chưa mất thằng nông dân nào thì phải. À không, có lẽ mất vài con cung rửa trong tình huống đi công nhưng không sao. Mình vẫn là người đang chiếm lợi thế ưu rất cao. Vâng, hai tay hai đạo.
Rồi, thật sự trận đấu này có lẽ là Truy Mệnh đang rất khó chịu rồi. Vâng, đang quay Truy Mệnh như một cái trong trống. Vâng, đang quay Truy Mệnh như một cái trong trống. Và turn này, vâng, Truy Mệnh giật về, mình lại đút vào. Vâng, dụng chính. Một turn đi cũng khá ảo diệu đến từ Truy Mệnh. Không sao, turn này mình ốp thẳng vào đây. Vâng, turn kia xong dí thẳng. Vâng, một turn dí thẳng vào cánh rừng và một turn dí thẳng vào ruộng. Vâng, chắc chắn trong nhà của Truy Mệnh không có nhiều quân. Vâng, đúng rồi. Khi mà Truy Mệnh đang đi một đạo quân khá to tại đây. Vâng, đây là một tình huống loạn nhà. Vâng, may sao mình vẫn còn một bãi quả có thể khai thác. Như vậy là Truy Mệnh dường như đã dạt những cơ sở rồi. Vâng, turn này có lẽ quay quân về bắt, vây bắt turn cung thừa trong nhà mình cũng được. Vâng, nông dân kìa. Vâng, thật sự quá đông nông dân của Truy Mệnh, chưa thể làm ăn gì nhiều. Vâng, có lẽ theo thời gian liệu rằng Truy Mệnh có thể sóc đều được với 5 nhà bè không? Vâng, trong một thế trận sang này mình đang chiếm lợi thế rất cao và đấu quân song phẳng trong turn thi đấu này. Vâng, liệu rằng turn thi đấu vừa rồi ai sẽ là ăn này tại nhà BA của người cầm màu 6. Cho số lượng, vâng, turn này cùng R Truy Mệnh là nằm nhiều hơn. Vâng, thời điểm này lượng gỗ của anh Hoàng mà nhìn rất nhiều. Vâng, có bớt khoảng 2-3 thành nông dân. Vâng, ăn gỗ cho nó đi đào một ít vàng không? Hiện tại mình đang bú một bãi quả này. Vâng, Truy Mệnh resize.